Nếu như việc xây cất, vận chuyển vật liệu của các công trình Angkor Wat là điều bí ẩn chưa thể lý giải, thì Bayon, ngôi đền với bức tượng bốn mặt mang nụ cười huyền bí, được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo tại Angkor Thom, là một câu hỏi kích thích trí tưởng tượng của những ai từng đến đây. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ điều khắc khuôn mặt hiện lên những nụ cười huyền bí, không biết để làm gì. Nhiều người còn so sánh vẻ thanh thoát và hạnh phúc này với nàng Mona Lisa. Vậy chúng là hiện thân của thế lực nào trong quá khứ? Ai là chủ nhân của nó? Và liệu rằng đây có phải công trình vĩ đại đã bị lãng quên không? Hay là một kỳ quan di sản được dựng ra vĩnh cửu giấu kín trước nhân loại? Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể di tích Angkor Thom, có nghĩa là kinh thành lớn, kinh đô lâu dài nhất của Vương quốc Khmer do vua Yajnavarman thứ 7 xây dựng vào cuối thế kỷ 12. Trong số hàng trăm ngôi đền nơi đây, Bayon là ngôi đền nổi bật nhất với quy mô hoành tráng và ấn tượng. Cũng là bí ẩn khiến cho các nhà khảo cổ thắc mắc nhiều nhất bởi những nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt các pho tượng đá. Không giống như Angkor Wat với kiến trúc gây ấn tượng bằng quy mô lớn và không gian mở, đền Bayon được nén trong một khung nhà có kết cấu khá chặt chẽ và mang tính tôn giáo. Quần thể Angkor Thom được hình thành sau Angkor Wat gần một thế kỷ. Ngước mắt nhìn lên khắp nơi, mọi hướng, ta đều có thể chiêm ngưỡng muôn vàn sắc thái huyền bí trên những gương mặt bí ẩn đầy vẻ suy tư, chiêm nghiệm. Cũng giống như quần thể Angkor Wat, Angkor Thom với trung tâm là đền Bayon được bao bọc bởi một con kênh nhân tạo. Để vào đền, chúng ta phải đi qua cây cầu đá trên một con kênh. Hành lang cầu được trang trí bằng hai hàng với 54 pho tượng đá mỗi hàng, thần linh ở bên trái, ác quỷ ở bên phải, tạo nên tổng số 108 nhân vật thần thoại canh gác cho cổng thành. Các thần linh và ác quỷ đều nắm giữ thân rắn thần Naga trên gối họ. Đó là con rắn 7 đầu, dài khoảng vài trăm thước. Một hình tượng gắn liền với truyền thuyết Samudra Manthan, khuấy biển sữa của dân tộc Khmer. Đền Bayon có hướng chính là hướng đông. Các tòa nhà của nó được xây phía tây bên trong, kéo dài dọc theo trục đông tây. Ngôi đền vốn không có tường bao hay hào xung quanh, nhưng được bảo vệ bằng những thiết kế riêng biệt. Tổng diện tích của đền thờ này là 9 km², lớn hơn nhiều so với 2 km² của Angkor Wat ở phía nam. Cấu trúc của Bayon gồm 3 tầng, 2 tầng dưới bố trí theo hình vuông, tô điểm bằng những bức phù điêu trên tường. Dãy hành lang ở đây chứa đựng một kho tàng nghệ thuật với 11.000 bức phù điêu chạm khắc trên tường đá chạy dài 1.200 m, miêu tả cảnh diễu hành của vua và hoàng gia, những trận đánh của vua Yajnavarman thứ 7 với Chiêm Thành bằng cả thủy lẫn bộ. Ngoài ra còn miêu tả đời sống văn hóa xã hội của một nền văn minh đã bị lãng quên từ bao thế kỷ. Điểm nổi bật nhất của đền Bayon là sự xếp đá khéo léo tạo thành các tòa tháp với nhiều gương mặt đá ở tầng trên cùng và trung tâm của ngôi đền. Những bức phù điêu được chạm trổ từng chi tiết cho ra đời một bức tường thành hoàn mỹ mà không hề có dấu vết của một chất kết dính nào. Thật khó có thể nói hết được sự kỳ vĩ của công trình kiến trúc này. Không những vậy, dù trong đó có nhiều chi tiết và ẩn chứa nhiều thông tin, nhưng trên bức phù điêu không có bất kỳ loại văn bản hay chữ cổ nào xuất hiện. Do đó chúng ta không thể chắc chắn các sự kiện lịch sử được miêu tả theo trình tự như thế nào. Trong số hàng trăm ngôi đền nơi quần thể Angkor, Bayon chính là di tích khiến cho các nhà khảo cổ thắc mắc nhiều nhất. Nó bao trùm vô vàn bí ẩn mà lời giải đáp vẫn đang còn được tranh cãi, đặc biệt là hàng trăm khuôn mặt được tạc trên đỉnh các ngọn tháp tại đây. Nó được xây với biểu tượng gì? Xây để thờ ai? Khởi đầu, Bayon có 54 ngọn tháp, tượng trưng cho 54 tỉnh thành của đế chế Khmer lúc bấy giờ. Nhưng ngày nay chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng 37 tháp còn lại là tương đối nguyên vẹn. Có tổng cộng 256 gương mặt đá, nhưng chỉ duy nhất có một khuôn mặt sở hữu nụ cười thanh thoát, độ lượng.
ý nghĩa của nó cho đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Có người cho rằng nó mang dấu ấn thiền định của Phật giáo, thế nhưng vẫn không thể xác định được chính xác tên của vị thần ấy. Cùng với biểu tượng chùa tháp, nụ cười của thần thánh đó đã trở thành biểu tượng của cả một đất nước với cái tên xứ sở nụ cười. Nụ cười Bayon còn là một bí ẩn to lớn không những đối với du khách mà còn cả đối với các nhà khoa học. Khác với Angkor Wat, người ta phải trầm trồ với quy mô to lớn và thoáng rộng của nó. Từ xa nhìn vào, Bayon trải dài theo chiều ngang như một đống đá muốn vươn lên trời cao. Các tháp có kích cỡ cao thấp khác nhau. Có tháp thật thấp khiến khuôn mặt nhìn như thẳng vào mắt của du khách. Đi theo những lối đi quanh co, người ta có cảm giác như đi lạc vào một mê trận. Bất cứ rẽ vào lối nào, du khách cũng trực diện với những đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Kiến trúc của Bayon được xem như có phong cách của trường phái Baroque, một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu, trong khi Angkor thuộc phái cổ điển. Sự tương đồng của vô số khuôn mặt khổng lồ ở trên các tháp tại đền Bayon với các bức tượng khác của vua Yasovarman thứ 7 khiến nhiều học giả đi đến kết luận đây chính là khuôn mặt của nhà vua. Theo lời kể của người dân địa phương tại Siem Reap, thì ngôi đền Bayon này trước đó được xây dựng ở một nơi khác cách vị trí hiện giờ khoảng 60 km. Về sau, do diện tích nơi cũ chật hẹp nên đã được rời chuyển về địa điểm hiện nay cho thêm bề thế. Tuy nhiên, chuyện rời đền Bayon này chưa thấy tài liệu nào đề cập đến. Và công nghệ được sử dụng để di chuyển những tảng đá lớn qua quãng đường hàng chục km như vậy, cho đến nay cũng là một thách thức lớn với toàn bộ giới khoa học. Ghé thăm bức phù điêu nằm ở phía đông đền Bayon. Theo các tài liệu còn lưu lại, thì nó được các nghệ nhân người Khmer tạc theo sự chỉ đạo của vua Yasovarman thứ 7 và được chia làm hai phần. Phần bên trái như là một đoạn phim chiếu chậm về cuộc sống của người dân ở thành Angkor xưa. Một cuộc sống thịnh vượng với nhiều hoạt động thường nhật như đánh bắt cá, vui chơi giải trí, các hoạt động giao thương với các nước láng giềng. Tuy nhiên, phần đặc biệt nhất của bức phù điêu lại nằm ở mảng còn lại. Mảng này miêu tả một trận thủy chiến vô cùng ác liệt giữa đội quân do đức vua Yasovarman thứ 7 chỉ huy với một đội quân ngoại tộc. Điều đặc biệt là kết quả của trận huyết chiến trên bức phù điêu này lại nghiêng về phía đối phương, đồng nghĩa với việc đức vua vĩ đại của người Khmer đã thua trận. Mặc dù vậy, những hình ảnh ấy vẫn được khắc họa in dấu với thời gian, có thể thấy vị vua này đã lạc quan như thế nào. Có phải đây chính là dấu chỉ cho tinh thần lạc quan đã ngấm vào máu của người Khmer từ thuở Hồng Hoang? Một tài sản vô giá mà tiền nhân đã ban phát cho dân tộc Khmer phải chăng là đây? Những nụ cười Bayon bí ẩn. Người dân cũng kể lại lúc sinh thời, vua Yasovarman thứ 7 theo Phật giáo Đại Thừa, một tôn giáo hoàn toàn khác với tín ngưỡng Hindu giáo của các vị vua tiền triều. Sau khi hướng theo Phật, Ngài đã cho xây dựng nên ngôi đền này, một công trình Phật giáo hoành tráng nhất trong các triều đại Angkor và đã trở thành biểu tượng trường tồn trong tinh thần lạc quan của cả một dân tộc. Nhiều nhà nghiên cứu khảo cổ đã cho rằng đó chính là nụ cười độ lượng của Đức Phật, nụ cười của người hiểu hết lẽ vô thường của cuộc sống cõi tạm và ban đến cho dân tộc này một tinh thần lạc quan. Bên cạnh đó, những đôi mắt của bức tượng này được cho là nhìn về phía muôn dân, thể hiện sự che chở dưới hình ảnh của vua Yasovarman thứ 7. Thế nhưng có lẽ các bạn chưa biết rằng mỗi vị vua trị vì thời đó đều theo một nhánh tôn giáo khác nhau, nên những công trình đền đài đời trước sẽ bị phá hủy. Những công trình kiến trúc được các vị vua trước theo Phật giáo cho xây dựng, thời các vị vua sau theo Ấn Độ giáo sẽ đập bỏ chúng, hoặc ngược lại, khi các vị vua sau theo Phật giáo cũng sẽ phá bỏ các công trình của những vị vua theo Ấn Độ giáo xây dựng trước đó. Vì thế, các công trình trong quần thể Angkor Thom thường không nguyên vẹn do có sự kỳ thị cực đoan về tôn giáo. Duy chỉ có đền Bayon là không bị phá, dù vua Yasovarman thứ 8 theo Ấn Độ giáo chứ không phải Phật giáo Đại Thừa như vua Yasovarman thứ 7. Có lẽ những khuôn mặt tại đây bị lầm tưởng là thần Shiva trong Ấn Độ giáo nên nó vẫn tồn tại khá nguyên vẹn đến tận ngày nay, dù cũng bị đổ nát do chiến tranh và thời gian. Mặt khác, có nghiên cứu cho rằng đây chính là chân dung hiền hậu của Quan Âm Bồ Tát Lokeshvara. Họ lý luận rằng, theo Đại Thừa, Bồ Tát là người đã hoàn toàn giác ngộ để đạt thành Phật.
Thay vì nhắm Niết Bàn, họ chọn ở lại trần gian để cứu độ những kẻ đang bị trầm luân trong khổ ải. Qua nụ cười bí ẩn của các khuôn mặt, vị Bồ Tát mà dân Campuchia gọi là Lokeshvara đang tỏ lòng thương cảm trước nỗi đau của con người. Đồng thời có thuyết cho rằng vua Jayavarman thứ 7 tự cho mình hiển thị qua hình ảnh của Lokeshvara, một vị Phật sống qua vai trò của một vị vua thần. Nhà học giả chuyên về Angkor học Codes thì lý luận rằng Jayavarman thứ 7 theo truyền thống của các vua Khmer tự cho mình là vua thần Devaraja, khác với các vua trước theo Ấn Độ giáo tự cho mình là hình ảnh của thần Shiva. Trong khi Jayavarman thứ 7 là một Phật tử, cho hình ảnh Phật và Bồ Tát là chính mình nên mới cho xây dựng ngôi đền với hình dạng này. Các khuôn mặt của thần Lokeshvara tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về bốn hướng, như thể quan sát và che chở cho đất nước. Trên thực tế thì hai giả thuyết này không phủ nhận lẫn nhau, vậy nên ngay cả người dân địa phương hay các nhà khoa học cũng chưa giải đáp nổi ý nghĩa của những gương mặt khổng lồ bằng đá này. Những nụ cười vẫn còn đó trên các gương mặt đương đại. Nó rõ ràng đã và vẫn là nguồn cảm hứng về tinh thần và là kỳ quan vĩ đại của dân tộc Khmer. Còn với các bạn thì sao? Liệu bạn đã có câu trả lời của riêng mình sau những thông tin trên này chưa? Đừng quên chia sẻ với chúng tôi ngay khi kết thúc video này và tiếp tục đồng hành trong những hành trình tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!